Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là thời sự ngày 30 tháng 4 năm 2024 Doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng nhiều hơn số doanh nghiệp mới thành lập Thế giới di động tiếp tục sa thải gần 5.000 nhân viên trong năm 2024 Liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn khởi tố thêm 11 người Việt Nam ghi nhận 109 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 32 trận động đất xảy ra tại Con Tum và Tuy quan trong tháng 4. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở Việt Nam trong vòng 4 tháng đầu năm 2024 là 86.400 doanh nghiệp, vượt con số 81.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong quý 1 tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy vậy, báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định, kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc với các số liệu chỉ số về sản xuất công nghiệp và đầu tư nước ngoài tăng. Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động tiếp tục sa thải gần 4.900 nhân viên trong 3 tháng đầu năm nay, sau loạt sa thải khoảng 13.000 lao động tính từ quý tư năm 2022 đến giữa năm ngoái. Mặc dù vậy, báo cáo tài chính quý 1 của công ty cho thấy lãi đột biến hơn 900 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 30 tháng 4. Trong quý vừa qua, công ty này đã đóng một cửa hàng thế giới di động, sáu cửa hàng điện máy xanh, hai siêu thị bách hóa xanh, một nhà thuốc an khang và mới mở 17 cửa hàng Era Blue tại Indonesia. Báo nhà nước dẫn nhận định của ban lãnh đạo công ty cho biết kinh tế Việt Nam năm 2024 sẽ vẫn có nhiều thách thức và diễn biến kinh tế vĩ mô khó lường và công ty lựa chọn thích nghi với bối cảnh kinh doanh đang thay đổi, không đặt nhiều kỳ vọng vào việc sức mua hồi phục khả quan lúc này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 11 người liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn, hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu. Truyền thông Loan trong ngày 29 tháng 4 nêu rõ, 11 người bị khởi tố thêm gồm giám đốc, kế toán của một số công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An. Trước đó vào tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh 47 tuổi, cư ngụ tại quận 10 và 4 người khác. Cũng trong ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và khám xét nơi ở làm việc của Đặng Quốc Việt, ngụ huyện U Minh để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Công an cho biết từ năm 2020 cho đến nay, việc đã điều hành 3 công ty để mua bán khoảng 350 hóa đơn với trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Số hóa đơn được việc mua rồi bán lại cho các doanh nghiệp khác. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 277 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người và bị thương 236 người. Thông tin trên được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho truyền thông hay trong ngày 30 tháng 4. Theo tin, cảnh sát giao thông tại các tỉnh thành đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông an toàn đường bộ, ra quyết định xử phạt trên 38 tỷ đồng và tước 3.419 giấy phép lái xe các loại. Tạm giữ 170 ô tô, 6.566 mô tô và 118 phương tiện khác. Riêng trong ngày 30 tháng 4, có 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người và bị thương 45 người. 31 trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum và một trận động đất khác xảy ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trong tháng 4 năm 2024. Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàng lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho truyền thông hay tin trên trong ngày 30 tháng 4, đồng thời xác nhận 31 trận động đất phần đông xảy ra tại Con Tum có độ Richter từ 2,5 cho đến 4,1. Trong đó, trận động đất mới nhất xảy ra vào lúc 8 giờ 5 phút sáng ngày 30 tháng 4 tại huyện Con Plon và được ghi nhận là trận động đất có độ lớn cao nhất trong tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, Viện Vật lý Địa cầu không cung cấp thông số chi tiết về trận động đất mới nhất cũng như cho biết độ lớn của trận động đất xảy ra tại Tuyên Quang đại diện viện vật lý địa cầu cho hay tất cả các trận động đất trên là động đất nhỏ thông thường những trận động đất có độ lớn dưới 5 ít gây rủi ro thiên tai cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA tiếng Việt.